Các bạn thân mến, trong phần điểm tin bóng đá tối ngày hôm nay 22 tháng 4, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. U23 Việt Nam vừa hạ U23 Hàn Quốc, báo Indonesia đã choáng. Trung vệ Hàn Quốc của Hoàng Gia Lai sớm nói lời chia tay câu lạc bộ Phú Núi. Đối thủ số 1 của U23 Việt Nam tiết lộ mối lo trước tham vọng vô địch SEA Games. Chơi lớn áp trước đội vô địch Hàn Quốc, Hoàng Gia Lai gục ngã, đen đuổi phút bù giờ. Mời các bạn cùng đón nghe. U23 Việt Nam vừa hạ U23 Hàn Quốc, Indonesia đã choáng dù beng. Quý vị và các bạn thân mến, nhất cử nhất động của đội tuyển U23 Việt Nam đều được truyền thông của Indonesia, một đối thủ được coi là đối thủ chính của Việt Nam ở SEA Games tới đây, theo dõi sát sao. Ngày hôm nay, 22 tháng 4, ngay sau khi U23 Việt Nam đã có trận thắng trước U23 Hàn Quốc, thì trang báo Indosport của nước này đã lập tức có bài viết nói về U23 Việt Nam với tiêu đề U23 Indonesia và ông Sinteyang hãy coi chừng, Việt Nam vừa hạ U20 Hàn Quốc trong một trận giao hữu. Bài viết này của tờ báo Indonesia cũng tỏ ra e ngại và cho rằng là đội nhà, tức là đội U23 Indonesia cần phải rất thận trọng trước khi đối đầu với thầy trò huấn luyện viên Park Seo ở SEA Games 31 ngay từ vòng đấu bảng. Tờ báo của Indonesia lo ngại và bình luận. Trước khi đối đầu với U23 Indonesia ở vòng bảng SEA Games, U23 Việt Nam có hai trận giao hữu rất quan trọng gặp đối thủ cực kỳ chất lượng là U20 Hàn Quốc Việt Nam đã thi đấu tốt và có được kết quả hòa một đều ở lượt đấu trước. U20 Hàn Quốc mang đội hình trẻ trung nhưng ông Park Hang-seo vẫn rất tâm đắc với trận hòa ở lượt đấu trước và một trận thắng vừa qua bởi Hàn Quốc vẫn là đội bóng đẳng cấp. Không như vậy, U23 Việt Nam có đến tận hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc, một sự chuẩn bị hoàn hảo mà nhiều đội phải mơ ước. Với tư cách là đội chủ nhà, Việt Nam chắc chắn muốn bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Đây là thách thức cực lớn với những đối thủ cạnh tranh. Sắp tới thì ở SEA Games U23 Indonesia sẽ phải gặp thách thức quá lớn U23 Việt Nam ở trận đấu gia quân. Ông Shin có lẽ sẽ có rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành thành tích tốt ở giải đấu này. Chơi lớn áp trước nhà vô địch Hàn Quốc, Hoàng Anh Lai gục ngã đen đuổi phút bù giờ. Các bạn thân mến, có lẽ ít ai ngờ đến là việc đại bóng nhà Mẫu Đức lại chơi bay bổng đến thế trước đối thủ được đánh giá là khó chơi nhất. Nhưng ngày hôm nay, may mắn đã không gọi tên câu lạc bộ Hoàng Anh Lai. Hiệp một trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Diêu Búc Hyundai chưa đựng cực kỳ nhiều kịch tính, đã có lúc người hâm mộ đội bóng Phú Núi phải thở hắt ra khi chứng kiến những pha tấn công như thác đổ của đội khách Diêu Búc. Nếu như không có sự may mắn cũng như sự xuất sắc của thủ thành Tuấn Linh đồng hành thì có lẽ ngay ở phút thứ 15, Hoàng Gia Lai đã sụp đổ dưới sức ép khủng khiếp đến từ đối thủ này. Nếu đội bóng Hoàng Gia Lai sụp đổ thì ngay từ những phút đầu, đó cũng là điều không phải quá ngạc nhiên khi huấn luyện viên Kia Đại Sắc thêm một lần nữa đánh bại liều với việc tung cả bốn ngoại binh, trong đó có con gấu chậm chạp Ano và cầu thủ Hàn Quốc vừa dính chấn thương Kim Đông vào và sân từ đầu thay cho việc củng cố tuyến giữa với Minh Vương cầu thủ được đánh giá khá tốt ở trận hòa với Sydney FC. Dù vậy thì hiệp đấu đầu tiên ghi nhận sự kiên cường của đội bóng phố núi hay nói một cách khác, đội bóng nhà bầu Đức càng chơi càng hưng phấn. Sau hai tình huống toát mồ hôi ở phút thứ 6 và phút thứ 13, Hoàng Anh Gia Lai đã dần lấy lại thế trận, chơi sòng phẳng với đội bóng còn 5 lần liên tiếp vô địch K-League dù thiếu khá khá những trụ cột vì dính Covid-19. Không phải Hoàng Gia Lai like là không có cơ hội, song thì với sự góp mặt của bano trên cao nhất ở hàng công của đội bóng phố núi, sự chậm chạp của anh đã khiến cho những cơ hội mà Công Phượng hay Văn Toàn tạo ra cứ lần lượt trôi qua, khá tiếc nuối. Hiệp 2 trôi qua được 12 phút, rút cuộc huấn luyện viên Kiresak cũng rút quả tạ Bayerno để tung Minh Vương vào sân, tái lập đội hình đã từng cầm hòa Sydney FC sự thay đổi đó Hoàng Gia Lai lập tức có được liên tiếp hai pha nguy hiểm về phía khung thành của đại khách. Khá ngạc nhiên là khi phút 70 trôi qua, Tuấn Anh vẫn chưa được huấn luyện viên sắc rút ra khỏi sân, xong thì đây cũng là điều khá hợp lý với thế trận càng đá càng hay của đội nhà. Sau khi Bano được rút ra, các cầu thủ Hoàng Gia Lai đã chơi ăn miếng trả miếng cực kỳ sòng phẳng với đội bóng Hàn Quốc. Trên sân thống nhất, khi trận đấu trôi qua phút 80 và bảng tỷ số trên sân vẫn giữ nguyên là 0-0 rất nhiều người hâm mộ câu lạc bộ Hoàng Gia đã nghĩ đến điều ước rằng đây sẽ là điều thành công bởi đội bóng phố núi ở lượt đi vòng bảng AFC Cup với trận hòa đáng giá trước nhà đơn kim địch Hàn Quốc. Phút 82 suýt chút nữa điều đó đã đến hơn cả mong đợi khi Công Phượng có bóng trong vòng cấm. Đối mặt với pha kết thúc đều thuận lợi, song rút cuộc thì cú sút chân trái của tiền đạo này lại không thể hạ gục được thủ môn bên phía riêng búc. Những phút còn lại của trận đấu, những cầu động viên trên sân đều nghĩ đến một kết quả hòa trọn vẹn cho đội bóng phố núi thì bất ngờ sau bằng vụt qua. Phút thứ ba bù giờ của trận đấu cũng là phút bù giờ áp chót từ pha treo bóng tưởng chừng là không mấy nguy hiểm vào vòng cấm địa của thủ thành Tuấn Linh. Bóng được phá ra đúng chân của Moon Seong Min. Từ cự ly 16m50 chết sang bên trái tiền đạo này đã tung ra cú sút tuyệt đẹp bóng đi vào góc cao gần khiến thủ môn của Hải Gia Lai bó tay nhìn bóng làm tung lưới đội nhà. Một trận hòa có lẽ là công bằng hơn với thầy trò huấn luyện viên kia đây sắc. Xong thì họ chỉ có thể tự trách mình và đứng dậy làm lại khi vẫn còn nguyên 3 trận đấu nữa ở trong tay. Đối thủ số 1 của U23 Việt Nam tiết lộ mối lo trước tham vọng vô địch SEA Games. Các bạn thân mến, huấn luyện viên trưởng của U23 Indonesia mới đây đã tỏ ra không hài lòng dù các học trò của ông vừa giành chiến thắng ở trận giao hữu trước SEA Games. U23 Indonesia đang trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games. Ngày 21 tháng 4, đội bóng xứ sở Vạn Đảo đã có trận ra hữu đầu tiên với trường Đại học An Đông. Chu cuộc thì thầy trò ông Si đánh bại đối thủ với tỷ số 42. Tuy nhiên thì theo đánh giá của ông Xin, các học trò của ông vẫn để lộ nhiều hạn chế. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã tỏ ra lo lắng và cho biết: U23 Indonesia đã thi đấu rất nỗ lực ở trận này nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Từ diễn biến của trận đấu, thời gian và đường truyền vẫn còn cần phải cải thiện nhiều. Các cầu thủ trên sân chưa có sự kết hợp với nhau. Từ lối chơi, của toàn đội cũng gặp không ít khó khăn. Tôi sẽ còn nhiều việc phải làm với đội U23 Indonesia cho mục tiêu vô địch SEA Games. Theo kế hoạch đề ra thì U23 Indonesia sẽ còn hai trận giao hữu vào các ngày 23 tháng 4 và 27 tháng 4. Sau đó thì ông Shin và các học trò sẽ lên đường sang Việt Nam tham gia tranh tài ở SEA Games. Trung vệ Hàn Quốc sớm nói lời chia tay Hoàng Anh Gia Lai các bạn thân mến, theo thông tin mà trung vệ người Hàn Quốc của câu bộ Hoàng Gia Lai là Kim Dong Su vừa chia sẻ với tờ Ocean của nước này, thì anh sẽ chia tay Hoàng Gia Lai sau nửa đầu mùa giải năm nay để về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước thềm màn so tài giữa Hoàng Gia Lai và câu lạc bộ Zirbuk tại AFC Champions League 2022 vào ngày tối ngày hôm nay, 22 tháng 4, thì tờ Ocean đã có cuộc trò chuyện với ngôi sao đồng hương đang khoác áo đội bóng Phú Núi là trung vệ Kim Đông Su. Ở cuộc phỏng vấn này thì cầu thủ người Hàn Quốc đã chia sẻ nhiều điều về bản thân khi thi đấu cho Hoàng Gia Lai. Mở đầu anh tâm sự: "Thật đáng tiếc khi Hoàng Gia Lai không thể vô địch V-League, nhưng dù sao thì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng cũng giúp cho chúng tôi có cơ hội tham dự AFC Champions League. Nhờ vậy mà tôi đã có lần đầu tiên được trải nghiệm ở giải đấu này trong sự nghiệp. Phía trước vẫn còn nhiều trận đấu, vì thế tôi nghĩ Hoàng Gia Lai vẫn còn cơ hội" AFC Champions League đúng nghĩa là giải đấu chỉ dành cho những đội mạnh nhất tại châu Á thi đấu. Phải thừa nhận là các đối thủ của đội bóng phố núi đều rất mạnh. Song chúng tôi vẫn đang chuẩn bị tốt nhất có thể về thể lực cũng như tâm lý thi đấu. Là một hậu vệ thì tôi sẽ cố gắng giữ cho khung thành của câu lạc bộ không để lọt lưới nhiều và tôi cũng mong muốn giành chiến thắng trong những cuộc tranh chấp tay đôi với tiền đạo của đối phương. Tôi đang tập luyện thật kỹ để chuẩn bị cho các trận chiến sắp tới. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để cho tôi trải nghiệm cải thiện trình độ khi được đối đầu với những cầu thủ mạnh. Tôi rất phấn khích và có phần hồi hộp, nhưng một khi bước ra sân, tôi hoàn toàn tự tin và sẽ thi đấu hết mình để không cần phải hối tiếc gì cả. Kim Đông Su đã có từng nhiều năm chơi bóng ở Đức, Nhật trước khi sang Việt Nam. Kể về những gì mà mình đã có được hậu vệ bằng tuổi công phượng Xuân Trường tâm sự. Thật may mắn khi tôi đã có cơ hội ra nước ngoài và chơi bóng từ khi còn nhỏ. Tôi chưa bao giờ mơ rằng là mình sẽ tiếp tục chơi bóng ở một nước Đức xa lạ như thế này cho đến tận bây giờ. Không phải là tôi chỉ muốn được chơi bóng ở nước ngoài mà khi có cơ hội thì tôi đều nắm lấy. Nhờ đó mà tôi tìm hiểu thêm về nền văn hóa của mỗi quốc gia và dường như là sự học hỏi đã giúp tôi trưởng thành hơn. Không chỉ với tư cách là một cầu thủ mà là một con người. Kim Đông Su cho rằng là Jeonbuk Hyundai là một đội bóng mơ ước của mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở Jeonju, Tôi vẫn nhớ rõ khi còn là cậu bé học cấp 2, tôi thường đóng vai nhặt bóng cho câu lạc bộ Dương Búc vào mỗi tuần. Tôi đã có dịp đến sân xem trực tiếp các trận đấu, chứng kiến những cầu thủ to lớn và bầu không khí đầy náo nhiệt. Khi nhìn các cầu thủ chơi bóng trên sân, tôi đã có mơ ước rằng một ngày nào đó mình cũng có thể thi đấu trong một sân vận động như thế này. Công bằng mà nói, thi đấu với Dương Búc Hyundai khó khăn hơn khi gặp các đội bóng khác cũng thú vị hơn Tôi cảm thấy hứng thú khi bản thân từ một cậu bé nhặt bóng mong ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và giờ đây đã trưởng thành và có cơ hội thi đấu với đội bóng trong mơ của mình là Dương Hyundai. Bởi vì đây là một trận đấu có ý nghĩa với cá nhân tôi nên tôi càng muốn tập trung hơn nữa để có thể khẳng định bản thân trong mắt các cổ động viên. Cuối cùng thì trung vệ hàng đầu của đội bóng Phân Núi cũng tiết lộ rằng là anh sẽ phải rời khỏi câu lạc bộ Hoàng Lai sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi để trở về Hàn Quốc tham gia nghĩa vụ quân sự Mùa này Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu không thực sự tốt như mong đợi, tuy nhiên thì tôi vẫn còn hơn 20 trận đấu nữa và có thể tích lũy điểm số trong từng trận. Tôi tin đội bóng của mình vẫn có thể hướng đến ngôi vô địch. Sau nửa đầu mùa giải năm nay thì tôi sẽ không thể thi đấu ở nước ngoài mà phải quay về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi đó tôi phải tìm một câu lạc bộ khác trong nước. Và bởi vì đây là mùa cuối cho Hoàng Anh Gia Lai, tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết mình cho đến phút cuối cùng để không phải hối tiếc khi được công hiến cho người hâm mộ.